ý nghĩa thật sự của con trai quốc dân là gì? Tại sao anh bạn nhỏ Hồ Văn Cường lại hay được fan gọi là con trai quốc dân, con rể quốc dân? Mình chỉ hiểu nôm na thôi là người con trai mà bà mẹ nào, gia đình nào cũng mong muốn có được. Khi kinh tế ngày một phát triển, trẻ con được chăm sóc bảo bọc, được lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, được tạo điều kiện cho học tập trong sự thoải mái và đầy đủ nhất có thể. Chỉ việc con đi thi tốt nghiệp phổ thông hay thi đại học thôi thì cha mẹ trông đứng trông ngồi, chăm cho con mình từng chút một để con có tinh thần tốt nhất cho bài thi. Ra trường thì chỉ lo cho bản thân và sống tốt là đủ để cha mẹ cảm thấy mãn nguyệt lắm rồi. Chỉ cần con ngoan nên người không hư hỏng là đã quá đủ đối với các bậc làm cha mẹ. Ấy vậy mà trong cái khoản thiếu niên cần chăm chút ấy, cậu nhỏ nhà ta lại trải qua cú sốc đầu đời, đứng trước đầu sóng ngọn gió. Thắt lòng thật sự khi nhìn thấy những hình ảnh của con cúi đầu ngầm ngùi khoanh tay xin lỗi trước cộng đồng mạng. Tuổi trưởng thành ấy quá đổi gian nan với con. Đôi vai gầy guộc ấy, thân hình nhỏ bé ấy đã chống đỡ cả một bầu trời cho gia đình mình. Dù có việc gì xảy ra, con vẫn sẽ là trụ cột của gia đình, con là nguồn kinh tế chính của cả nhà, con sẽ chăm sóc nuôi dưỡng ba mẹ, giúp đỡ chị và chăm lo cho cháu. Những điều đó ai có thể nghĩ được lại rơi trên đôi vai nhỏ bé ấy. 2 năm nay con đã làm được điều đó và đang làm ngày một tốt hơn nữa. Con học tập chăm chỉ không nợ một môn nào. Con hát ngày một hay hơn, con chỉnh chu hơn trong mỗi lần con xuất hiện trước khán giả. Trên sân khấu con là một ca sĩ được khán giả yêu mến. Nhưng sau ánh đèn sân khấu con cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Con cứ vô tư ăn uống thoải mái trước sóng livestream, con cũng có thể vô tình ở một cái rõ to rồi giật mình cười tươi vô tội. Con vẫn cứ sống mộc mạc đơn giản, có đôi dép cứ mang hoài không bỏ. Thỉnh thoảng con lại về quê nhà, thăm bà con, thăm cô giáo bạn bè, tận hưởng không khí thoải mái ở quê. Con là ca sĩ nhưng đi diễn cũng không mang thêm một phụ kiện nào ngoài bộ veston chỉnh chu, đôi giày sạch sẽ và một giọng hát làm đắm say lòng người. Con đi đâu và làm gì khán giả cũng vô cùng yêu mến con. Mỗi hành động của con làm chỉ ngày càng tăng thêm tình yêu mến của khán giả dành cho con. Thử hỏi các bà mẹ, các mẹ có muốn một người con trai như vậy không ạ? Có muốn người con rể như vậy không ạ? Đó là lý do vì sao bạn nhỏ luôn được gọi là con trai quốc dân, con rể quốc dân, cháu ngoại quốc dân. Vì con xứng đáng với tình yêu thương ấy, con thật sự đã làm rất tốt, mong con vững tin vào chính bản thân mình. Sẽ có người đến bù đắp những thiệt thòi ấm ức mà con đã trải qua dù chẳng cần lý do gì. Con chỉ cần hết lòng với hiện tại, đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ bình yên. Bài viết của tác giả Huỳnh Sơn, đọc lời Bình Quỳnh Thi.